Chào tất cả các bác nhé. Qua em có quay lên cái con Omni này nhưng mà em chưa có mở ra để soi nội thất cho các bác coi. Thì hôm nay em soi nội thất cho các bác nhé. Con này thì đã đẹp rồi, đẹp xuất sắc rồi, cực kỳ đẹp luôn, mặt mũi đẹp. Cái nội thất em mới mở ra này, chưa hề vệ sinh, nó đẹp như cả là em có cảm giác nó chưa sử dụng. Đấy, em nhìn quay cái phía sassy này cực kỳ đẹp luôn, trông như cái xưa sử dụng luôn. 8 con sò hàm, con này lớn cực kỳ nhá. Đấy, sassy bên này đâu đẹp keng xe beng luôn, tăng phù lớn lắm, tăng phù rất là lớn luôn, hai trụ lồng nguồn. Con này gần như chưa sử dụng, con này size rất lớn nhá, so với cái Omni bình thường nó rất lớn luôn. Con này size tới 46, tầm 46, sâu nó cũng khoảng 45 nhá, sâu 45 luôn, cực kỳ lớn luôn. Cái diện tích size của này lớn, nặng. So mấy con 817 con này to hơn rất nhiều nhá, mà đẹp. Về cắm cây hát luôn. Omni này các bác đánh chơi cặp loa bass 30 thoải mái nhé. Chà, mấy cặp loa dòng D77X rồi mấy cái dòng bass 30 mà dòng công suất lớn ấy, đánh thoải mái. Và anh em nào muốn lấy con này làm công suất mà để hát karaoke cũng vô tư nhé, đánh với bass 30 thoải mái luôn nhé. Công suất là lớn mà nó khỏe, bao hay, làm công suất hát karaoke tuyệt vời luôn. Vừa nghe nhạc vừa làm công suất, anh em nào chơi cái dòng này vừa rẻ, nó rẻ cực kỳ luôn, so với giá xuất xưởng nó cao ngất ngưởng. Rồi cái này bán 3,3 triệu anh nhá, bán 3,3 triệu không bớt, đẹp lắm luôn á, nắp lưng nắp nước nó đẹp. Rồi chào tất cả các bác nhá, hát hò thoải mái.